7 vụ vi phạm mua sắm thiết bị y tế chuyển Bộ Công an điều tra liên quan đến bệnh viện nào? Thanh tra Chính phủ đã chuyển 7 vụ việc sai phạm trong lĩnh vực y tế trên toàn quốc cho Công an tiếp tục điều tra. Ngày 27 tháng 1, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên toàn quốc. Từ những sai phạm đó, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ 7 vụ việc cho Công an tiếp tục điều tra. Thanh tra sai phạm. Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị và tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh từ năm 2014 đến năm 2018 tại Bộ Y tế và 7 đơn vị thuộc Bộ, gồm có Bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy, Việt Đức, Ca, Nhi Trung ương Huế, Thống Nhất, đồng thời kiểm tra xác minh một số gói thầu mua sắm tại Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thanh tra Chính phủ cho biết tại Bộ Y tế vẫn còn những tồn tại hạn chế trong công tác tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo hướng dẫn. Còn tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng xảy ra nhiều sai sót, gửi tiền tại 5 ngân hàng thương mại không có chất lượng, hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm của ngân hàng nhà nước. Năm 2016, gửi tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội là ngân hàng không nằm trong phương án đầu tư quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam được Hội đồng Quản lý thông qua. Theo Thanh tra Chính phủ, tại các bệnh viện được thanh tra, việc sử dụng thuốc phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng quy định. Một số tài khoản chi được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán, Bệnh viện Chợ Rẫy hơn 287 triệu đồng, Bệnh viện Thống Nhất hơn 74 triệu đồng. Lĩnh vực mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao và thuốc chữa bệnh, các bệnh viện cũng có nhiều sai phạm trong việc xây dựng số lượng, giá kế hoạch không sát thực tế, không thông qua các hình thức mua sắm theo quy định của luật đấu thầu. Từ kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi bổ sung luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định ngày 7 tháng 6 năm 2021. Bộ Y tế sớm trình Chính phủ kế hoạch xây dựng luật trang thiết bị y tế. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét việc giao dự toán bảo hiểm y tế hàng năm cho các cơ sở y tế, tránh việc giao giá trị dự toán năm sau thấp hơn số tiền thanh toán năm trước, gây khó khăn trong thực hiện, ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế và hoạt động của các bệnh viện. Chuyển cơ quan công an điều tra 7 vụ việc. Thanh tra Chính phủ đề nghị chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm hình sự liên quan đến các vụ việc, hồ sơ về gói thầu số 2 và 5 gói thầu tập trung năm 2017 liên quan đến công ty liên danh công ty Uni Văn Lang, hồ sơ việc thực hiện liên doanh liên kết đối với 11 máy liên doanh liên kết máy đặt tại Bệnh viện Bạch Mai. Ngoài ra còn có vụ việc mua sắm robot hỗ trợ phẫu thuật sọ não có sử dụng công nghệ lập kế hoạch và giải pháp PACS tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Văn hóa Xã hội thành phố Hà Nội. Chuyển cơ quan điều tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế tiêu hao tại Bệnh viện Tim Hà Nội đối với 10 gói chỉ định thầu rút gọn năm 2018, mua sắm trực tiếp dụng cụ và vật tư y tế tiêu hao năm 2018, gói thầu mua sắm hệ thống máy cộng hưởng từ bằng nguồn kinh phí, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2018 và gói thầu số 1 mua sắm hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính năm 2019. Chuyển cơ quan cảnh sát điều tra vụ gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống xạ trị gia tốc dưới hướng dẫn hình ảnh tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Việc cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị trái quy định có dấu hiệu lợi ích nhóm ở vụ trang thiết bị y tế, công tác y tế Bộ Y tế. Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị chuyển cơ quan điều tra vụ đấu giá mua sắm thiết bị đối với gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị xạ trị 1 tại Bệnh viện Ca.